Các bạn thì sau đây công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu với quý khách về một số loại bút vẽ mỹ thuật và máy nén khí mini của hãng Rotenmark Đài Loan. Thì trên tay tôi là bút vẽ mỹ thuật HT180 của hãng Rotenmark Đài Loan. Thì đây là khi mà chúng ta mua về, đây là hộp bút đó. Thì khi mà chúng ta mở ra thì trong này nó sẽ có, thứ nhất là một cái để hút sơn đó, bút sơn đổ vào cái bút vẽ. Đây là bút vẽ. Đó, đây là bút vẽ. Chúng ta xem này. Đó là đây là bộ phận cò nhấn để ra sơn và ra hơi. Đó, đây là bộ phận đường vào hơi của bút. Đây là cái nút chỉnh lượng hơi nhiều ít vào bút. Và đây là cái đầu để ra, cái bộ phận để ra sơn ở đây, ra sơn hoặc hơi ở đây. Thì khi mua về thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ phận là cái cà lê này. Cà lê này chúng ta có thể mở ra để chúng ta có thể là để vặn cái đầu bét này. Đó, vặn cái đầu bét ở trong này. Đó, vặn cái đầu bét nhỏ thì chúng ta có thể gỡ cái bộ phận này ra. Đó, gỡ bộ phận này ra. Tôi gỡ cho quý khách xem. Đây, khi mà chúng ta gỡ ra nó phải hết sức chú ý nhá, ta gỡ ta hết sức chú ý nhá, là tránh trường hợp nó rớt gãy hoặc là đấy. Đây là cái đầu bét này, trong này nó sẽ có một cây kim rất là nhỏ đó, khi mà tôi nhấn tôi kéo ra đó, kim nó thụt vào là nó sẽ ra sơn đó. Thì đây là cái bộ phận gọi là lắp chụp của nó. Thì đó, tôi sẽ vặn vào. Thì trong quá trình mà sử dụng á thì quý khách hạn chế cái việc tháo cái đầu này ra ha. Thì ở trong cái đầu này á thì nó sẽ có cái bét nhỏ, ta có thể sử dụng cái cà lê này, ta có thể sử dụng cái cà lê nhỏ này để ta gỡ ra đó. Thì ta gỡ ra để thay thế hoặc là chúng ta vệ sinh gì đó. Rồi tôi sẽ gỡ nó ra ha. À, tôi sẽ gắn cái nắp chụp lại đó. Đây là nó có một cái nút bảo vệ nhé, thêm một cái đầu bảo vệ ha, chúng ta có thể gỡ ra. Rồi rồi tiếp nữa là bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test thử cái súng này, cái súng vẽ này. Thì bây giờ tôi để thử thì tôi sẽ có một cái máy nén khí mini TC20B của hãng Rotenmark Đài Loan. Thì bây giờ tôi sẽ có một cái dây hơi này á, thì nó sẽ có gắn sẵn hai đầu rồi, hai cái đầu để tôi có thể là gắn một đầu vào cái máy nén, một đầu vào cái bút vẽ này. Thì ở trong cái bút vẽ nó sẽ có thêm một cái ốc, một cái ốc này. Thì nếu mà trong cái dây nó có sẵn rồi, ta không cần sử dụng cái ốc này. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test thử cái bút này cho quý khách xem. Thì tôi sẽ gắn một đầu vào cái máy nén. Máy nén này là công suất 1/5 ngựa. Đó, nhỏ gọn, không ồn, không dầu. Đó. Thì nặng chỉ có 3,4 kg thôi, ta có thể xách đi xách lại ha, ta có thể xách đi xách lại. Thì bây giờ tôi sẽ siết chặt cái ốc này vào trong cái đường hơi của cái bút vẽ đó. Bây giờ tôi sẽ chỉ cần mở cái nắp ra và tôi đổ cái nước hoặc là sơn hay màu vào. Bây giờ ở đây tôi đổ nước vào để tôi test thử đó. Thì do là cái bút nó khá là cái cốc đựng sơn nó chỉ 9 ml thôi. À, tuy nhiên thì với cái đầu bét nhỏ như vậy thì xịt cũng khá lâu mới hết được. Giờ tôi sẽ gắn cái nắp chụp vào. À, rồi bây giờ tôi bỏ máy lên đó, quý khách nghe, máy nhỏ gọn không ồn, và nếu mà chúng ta không sử dụng thì 4-3 nó sẽ tự dừng. Ở đây nó có lọc nước và chỉnh ép, nếu mà ta muốn chỉnh ép mà nhẹ lại thì ta chỉ cần ở cái nút núm màu đen này, ta chỉ nút nhấc nó lên, sau đó ta xoay theo dấu cộng và dấu trừ. Cộng là tăng áp và trừ là giảm áp. Rồi khi mà vặn xong á thì ta chỉ cần là hạ nó xuống để cố định nó, khóa nó lại. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ test thử này. Tôi nhấn thẳng thì nó sẽ ra hơi. Đó, nhấn thẳng chỉ ra hơi thôi. Đó, khi ta dùng thì máy nó tự động chạy, khi ta không dùng là máy nó ngắt. Đó. Ta nhấn thẳng ra hơi và ta nhấn kéo ra sau thì nó ra sơn. Thì ở đây ta sẽ có cái nút chỉnh này, thì ta sẽ dùng để ta chỉnh cái lượng sơn nhiều ít đó. Ta có thể chỉnh lượng sơn nhiều ít, nhỏ ít lại. Ta có thể chỉnh như để vẽ các nét vẽ như là sợi tóc được đó.
nhỏ xíu được luôn. Đó. Đó, đây ta có thể vặn lớn để ta sơn các cái mảng lớn. Đó. Thì bút vẽ này thì nó có một cái nút chỉnh hơi ở đây. Ta có thể chỉnh lượng sơn, lượng hơi nhiều ít, đó rất là tiện lợi. Đó, hoặc là ta có thể chỉnh lượng hơi ở trong cái máy nén này, hoặc ta có thể chỉnh lượng hơi ở trong cái bút vẽ ở trên cái núm này, rất là tiện lợi nhá. Đó, tôi có thể chỉnh nhỏ này hơi này, đó, thấy không? Cái gạch thấy không? Nó hết hơi liền. Đó, ra hơi liền. Đó. Khi mà nút nhấn á, thì ta dùng ngón trỏ ta nhấn, nhấn thẳng xuống ra hơi và nhấn ra kéo ra phía sau ra sơn. Ta càng kéo phía sau nhiều thì nó càng ra sơn nhiều. Đó. Ta càng kéo ra phía sau nhiều thì càng ra sơn nhiều. Đó. Chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta người mới bắt đầu, ta chỉ sử dụng một vài lần là chúng ta sẽ quen với cái kiểu này thôi. Đó. Thì trên đây thì công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý khách về cái bút vẽ mỹ thuật HD 180 và máy nén khí mini TC 20B của hãng Rosemark Đài Loan. Đây là loại máy nén không bình, nhỏ gọn, không ồn. Thì hy vọng qua clip này quý khách đã có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Thì để ủng hộ kênh thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.